Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lại quay lại với series xe lướt, xe đã qua sử dụng tặng của công ty Việt Hàn Yuka. Em là Tùng Bin, hôm nay em sẽ lại tiếp tục mang đến cho anh chị một mẫu xe mà mới về tại Việt Hàn nha anh chị nhé. Một trong những mẫu xe mà cũng được gọi là rất là đang hot và đang được rất là nhiều anh chị ưa chuộng ở trên thị trường. Bên cạnh em đây đó là chiếc Toyota Corolla Cross, sản xuất năm 2020, bản 1.8V nha anh chị nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá qua về chiếc Cross này, xem là nó còn được mới hay không. Bởi vì mẫu Cross này thì nó cũng mới ra mắt năm 2020 thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá qua nha anh chị nhé. Thì anh chị cũng có thể thấy là ở đây bên cạnh em là một chiếc Toyota Cross màu nâu nha anh chị nha. Đó, mẫu Cross này thì bên Toyota mới sản xuất ra được từ năm 2020 thôi, nhưng Việt Hàn của em đã mua được một chiếc xe này. Odo của nó bây giờ nó đang chạy được khoảng 19.000 nha anh chị nha. Bản 1.8V. Nếu như mà anh chị nào mà đang tham khảo bằng cái dòng xe mà crossover ấy, thì dòng này bây giờ nó đang được mới được sản xuất và nó cạnh tranh với Kona, rồi CX-30 của Mazda cũng mới ra này. Đó, rồi mấy xe mà crossover này thì riêng nói về Toyota thì anh chị không thể nào từ chối về cái độ cái bền và độ chắc chắn của nó được, bởi vì nó có tiếng từ xưa đến nay rồi. Cho nên là anh chị yên tâm về cái chất lượng xe của Toyota. Và chiếc xe này thì nó là sản xuất năm 2020 cơ, nó không khác thì một chiếc xe mới cả. Nó mới cách đây được khoảng tầm mấy tháng thôi, thì nó không khác một chiếc xe mới. Thì anh chị có thể thấy ở đây, tất cả xe ở đây thì bên em đã được dọn dẹp toàn bộ lại cho anh chị rồi. Khi giao xe cho anh chị, bên em có đánh bát toàn bộ lại xe cho anh chị. Như chiếc xe này thì bên em đánh bát rồi dọn dẹp lại cho anh chị thì 99% nó là như xe mới rồi. Đó, anh chị có thể thấy ở đây, xe nó vẫn còn bóng loáng, tất cả vẫn còn nước sơn zin. Sơn zin của con này nó còn khoảng tầm 95% nha anh chị nhé. Nó chỉ có xước răm ở bên ngoài thôi. Nội thất của chiếc xe này thì nó còn rất là rộng. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây những cái đường gân, đường góc cạnh nó rất là chắc chắn và nhìn trông nó khỏe khoắn nha anh chị nhé. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất, xem là bên trong nội thất nó còn được mới hay là nó có được lắp thêm cái gì hay không nữa nha anh chị nhé. Thì đây em đã vào bên trong nội thất của chiếc Cross 2020 1.8V này rồi. Thì xe này nó cũng mới ra năm 2020 thôi. Thì đã ở trên thị trường họ cũng đã có rất là nhiều người và rất là nhiều cơ sở họ đã review về chiếc xe này mới. Thì chiếc xe này thì nó cũng không khác một chiếc xe mới cả. Thì nó cũng đầy đủ option xe như vậy thôi. Điều hòa tự động hai vùng khí hậu này, rồi cửa sổ trời, sạc pin thông minh, rồi hệ thống lệch làn. Coi như là chiếc xe này nó có những cái chế độ an toàn so với các xe khác cùng phân khúc, gọi là khá là nổi trội đó anh chị. Đó, rồi thì nội thất anh chị có thể thấy ở đây, ghế này vẫn còn rất là bóng và căng. Những cái siêu ở những cái bảng điều khiển này người ta còn chưa bóc hết này anh chị này. Đó, và ở đây thì em có thấy họ đã lắp thêm cho mình được cái camera hành trình nữa nha anh chị nhé. Gương chống chói này, đó, đầy đủ luôn rồi. Rồi sàn 5D. Đó là những cái lợi khi mà anh chị mua một chiếc xe mà đã qua sử dụng mà nó không khác một chiếc xe mới cả. Anh chị được chủ cũ họ đã lắp toàn bộ các thứ cho mình rồi, và mình mua về mình không cần phải lắp thêm một gì nữa cả. Và thêm một thông tin nữa mà em biết, thì hiện tại giờ nếu như mà anh chị mua xe mới ở trong hãng Toyota, thì bây giờ nếu mà anh chị mua xe Cross này thì anh chị sẽ phải đợi hàng đến khoảng tầm tháng 11 đến tháng 12, coi như là đến cuối năm nay thì nó mới có xe giao cho anh chị nhé. Để cho anh chị có thể là cân nhắc thêm về cái điều khoản hoặc là về cái giá hay là về bất kỳ cái gì so với chiếc xe này. Đó, giá chiếc xe này thì bên Việt Hàn đang chào bán là 868 triệu. Bên Việt Hàn có 3 rút gốc cho anh chị. Anh chị nào nếu mà muốn sang tên về Sài Gòn thì chúng ta sẽ đóng 2% thuế và tiền biển đó là 20 triệu. Và nếu như mà anh chị làm sang tên về tỉnh thì chúng ta sẽ đóng 2% thuế và tiền biển số ở tỉnh mình đang sinh sống nha anh chị nhé. Rồi, thì còn chiếc xe này thì nó quá là mới rồi. Bên Việt Hàn vẫn cam kết chất lượng cho anh chị, đó là xe không tai nạn, không tỉnh kích, không đại tu. Nguồn gốc xe rõ ràng và hồ sơ xe giấy tờ lại. Nếu như mà anh chị mua xe này ở tại Việt Hàn, chiếc Cross 2020 này, thì bên Việt Hàn vẫn có bảo hành cho anh chị thêm là 6 tháng hoặc 10.000 km. Cái nào lên trước mới dùng trước với động cơ và hộp số. Tuy là một chiếc xe 2020 nhưng mà về tại Việt Hàn, bên Việt Hàn đã kiểm tra 142 hạng mục bảo dưỡng cấp 4 cho anh chị rồi. Và khi giao xe cho anh chị, bên em có thay nhớt, lọc nhớt mới tặng anh chị luôn, để cho anh chị có thể là thêm một cái gì đó ra gọi là thiện cảm với cho Việt Hàn. Đó, rồi, thì chiếc xe này thì nó quá là mới rồi. Em cũng không nói gì nhiều, em chỉ có quay qua cho anh chị biết là hiện tại bây giờ bên em đang có một chiếc Cross như vậy. So với xe mới thì anh chị cân nhắc
giữa xe mới và xe đã qua sử dụng thì nó sẽ lời được cho anh chị, thứ nhất là về phần kinh tế, và thứ hai là rất nhiều đồ chủ cũ họ đã lắp thêm cho mình rồi, thì những cái đó thì nó rất là lợi cho anh chị nếu như mà về cái bài toán kinh tế. Rồi thì nếu như mà anh chị nào mà đang muốn mua chiếc xe này mà điều thứ nhất là cái điều vốn của mình mà nó không đủ, hay là mình muốn xoay đổi cái xoay vòng cái nguồn vốn của mình, thì bên em vẫn có hỗ trợ trả góp cho khách hàng với điều khoản là anh chị có thể vay được khoảng tối đa khoảng 70%, tối đa từ 5 đến 6 năm tùy vào điều kiện của mình nha anh chị nha. Nếu như mà anh chị nào mà đang tham khảo chiếc Cross này, đang ưng chiếc Cross này hoặc mẫu xe nào của bên Việt Hàn thì hãy đến ngay hai địa chỉ của Việt Hàn, đó là 387 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức và 39 quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước Thủ Đức để có thể xem và cảm nhận chiếc xe này trực tiếp nha anh chị nha. Rồi thì dịch bệnh thì giờ nó cũng đang rất là căng thẳng, thì anh chị đi ra đường hay là bất kỳ ở đâu đó thì chúng ta hãy thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, đó là 5K, và ra đường khi cần nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ cố gắng em làm nhiều video để có thể là giới thiệu đến anh chị những mẫu xe mới Việt Hàn đang có, để anh chị có thể là mua xe online, xem xe online nếu mà ưng anh chị đến xem xe trực tiếp. Rồi, xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.